gì khi mà đang đan thì phát hiện ra mà mình đan sợi chập mà bị sót lại sợi như thế này. Thì có nhiều cách. Các bạn thì sẽ dùng kéo để mình cắt đi cái phần sợi mà bị rớt này. Mình cầm dùng kéo mình cắt. Cách thứ hai là mình sẽ dùng kim và mình sẽ sử dụng cùng cái sợi này, mình sẽ khâu cái phần sợi này dính vào cái phần mình đã đan. Cách mà mình sử dụng, mình sẽ lật cái mặt và mình tháo cái hàng mà đan bị rớt sợi đó, thì mình có thể sử dụng kim móc để mình móc lại. Đây. Đó, mình sử dụng kim móc để mình móc lại. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng kim đan, mình sẽ tháo ra này, tháo tới cái đoạn dây của chúng ta bị rớt đây. Chúng ta sẽ sử dụng kim đan đâm vào cái phần mũi đan này, sau đó chúng ta lấy cái sợi và dùng kim đan bên đây nhấc phần mũi đi qua, rồi lại lấy tiếp cái sợi tiếp theo. Và lưu ý là mình sẽ lấy hết sợi nhé, rồi lại dùng kim bên kia nhấc qua. Sau đó mình sẽ đổi. Đó. Thì như vậy là mình đã xong. Ở bên đây đã không còn cái phần rớt sợi nữa. Và mình lại tiếp tục mình đan. Cứ như vậy mình tiếp tục mình đan bình thường. Hồi mới đan thì mình cũng sợ phải tháo lắm, nhưng mà sau một thời gian thì mình đan quen tay rồi. Nếu bị rớt sợi thì mình cứ tháo ra, rồi mình tháo hết một cái hàng đó tới cái phần sợi rớt, rồi mình đan lên bình thường thì sản phẩm của mình nó sẽ đẹp hơn và nhìn không có thấy cái sợi rớt. Đó, như vậy là sau khi mình đan và mình vuốt lại thì cái sản phẩm của mình nó cũng sẽ đều đẹp và không có thấy cái phần mà mình vừa tháo ra mình bắt lại mũi nhé.